Hôm nay thì Trung Thực Land có tham gia sự kiện kick up một dự án rất là đẳng cấp ở Vinh, đó chính là dự án Vinh Riverside. Ở sự kiện này thì có sự tham gia của rất nhiều các đơn vị phân phối với quy mô là khoảng 300 người các bạn ạ. Hôm nay thấy cả anh Nguyễn Mạnh Hà và anh còn mang thêm mấy cái siêu xe buổi kick up nữa này mọi người. Ở dự án Vinh Riverside thì có một cái vị thế rất là đẹp, đó là lưng thì tựa vào núi Quyết và mặt thì hướng sông Lam. Nếu mà các bạn ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh ấy, thì những cái vị trí mà gọi là có biệt thự mà mặt sông như này thì mình nghĩ là nó là vô giá luôn, thậm chí cả có rất nhiều tiền cũng không thể sở hữu được. Cái vùng đất của dự án này đó chính là vùng đất được Vua Quang Trung chọn làm Phượng Hoàng Trung Đô, thế nên là sẽ kế thừa được cái hào khí của cái bậc đế vương. Chắc chắn là giới siêu giàu hay là giới tinh anh của thành phố Vinh Nghệ An sẽ rất muốn sở hữu được một cái bất động sản đẳng cấp như thế này ở đây. Dự án có diện tích là 13,6 ha, bao trọn 600m mặt sông Lam. Thật sự là đẹp đấy các bạn ạ, quá đẹp luôn. Ôi, mình cũng thích có một căn đây luôn ấy. Và có 165 sản phẩm pháp lý thì sổ đỏ sẵn, có thể sang tên cho khách hàng ngay. Đó là một cái điểm rất rất là ưu thế so với tất cả các dự án mà đang bán theo kiểu là thiếu pháp lý các bạn. Tiện ích của dự án này thì sắp tới sẽ có thêm khách sạn cao cấp này, quảng trường trung tâm, công viên ánh sáng vân vân. Và dự án này thì cũng đã có những hộ dân họ chuyển vào ở rồi. Đấy, họ xây biệt thự rồi, nhà liền kề các thứ. Rất là đẹp ở đây các bạn ạ. Và nếu các bạn quan tâm đến dự án Vinh Riverside thì có thể liên hệ anh em của Trung Thực Land nha. Đội ngũ của bên mình sẽ gửi thông tin để khách hàng có thể hưởng được những chính sách tốt nhất của dự án Vinh Riverside bán giai đoạn 1 các bạn ạ.